Bến trên mà còn giúp tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian cho người dân, đặc biệt là chi phí đi lại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh và thực hiện giãn cách. Hay là những bé mà đang trong kéo dài từ tận áo khuya xuống hơn cả mùa hè. Cảm nhận được cái nóng, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi nhiệt độ đã lên 36, 37 độ C. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Hưng cũng là nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế sẽ tư vấn cùng quý thính giả ạ. Cho Ngọc Thảo kết nối cùng bác sĩ Phạm Hưng cũng ạ. Alo. Alo. Dạ. Vâng, xin chào bác sĩ. Dạ. Dạ, Ngọc Thảo và Nam Hiệp xin chào bác sĩ Phạm Hưng cũng ạ. Quý vị thính giả và ban biên tập. Dạ. Con mã ma trận 4 nữa. Khác nữa. Suốt ngày ở nhà, ôi chắc trời ơi. Muốn đi ra đường thì lại sợ corona. Ở yên trong nhà, xem ra vẫn an toàn hơn. Bảo vệ cộng đồng và bảo vệ cả bản thân. Cùng đẩy lùi corona. Nhưng ở nhà chán lắm, hết xem tivi rồi lướt điện thoại à. Vậy đi, chân chờ chi, mở radio. Chọn tần số 95.6, cập nhật ngay thông tin tức thời. Đó chính là Nhịp sống Sài Gòn. Nhịp sống Sài Gòn, nghe thông tin xác thực đáng tin cậy.